Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Kiến Tạo Không Gian Xanh. Và mình là Lộc đây, và ngày hôm nay mình đang có mặt tại công trình thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tiếp tục quay tiếp cho các bạn xem coi là chúng mình chăm sóc cây cối cho toàn bộ căn biệt thự ở đây thì chúng mình sử dụng hệ thống tưới gì và phương pháp tưới như thế nào nhé. Thì ok, bây giờ mời các bạn hãy cùng mình xem clip để mình được quay chia sẻ tiếp cho các bạn thế nào. Và đây nha các bạn, và hiện tại bây giờ là chúng mình đang bật hệ thống tưới tự động để tưới chăm sóc cho cây cảnh tại công viên sân vườn luôn nha các bạn. Đó. Ngoài bạn xem nè, với những bát tưới bốp để tưới khu vực chỗ tiểu cảnh tạo đồi cho khu vực ở đây nha các bạn. Đó. Thì cái này là khi tưới nó sẽ động, nó phun lên, nó tưới như thế này các bạn, để tưới chăm sóc cho cây, cho cỏ nè. Đó. Và đây các bạn thấy không, cái bát tưới bốp là của Karen của Mỹ nha các bạn, cái họng phun nè. Và nó phun ra nước rất là mềm, mịn như thế này mà rất là mạnh. Để tưới bắn xa như này để tưới chăm sóc toàn bộ cây cối của một tiểu cảnh này nha các bạn. Đó. Ở giờ là chúng mình là cài phải chúng mình phải sử dụng cái họng phun bốp như thế này các bạn. Nó phun nó tưới các bạn thấy nó vượt qua được cái tảng đá các bạn không? Để tưới chăm sóc cây ở trong các bạn thấy không? Đó, mình chăm sóc được cho cây cối đây. Đó. Đây nha các bạn, hiện tại là mình đang kiểm tra nước tại khu vực tiểu cảnh hồ cá coi các bạn. Có những hệ thống tưới tự động có những cái tưới bốp này các bạn. Nó đang được tưới, đang được hoạt động để tưới chăm sóc cho cây cối toàn bộ cây cối này các bạn thấy không? Đây mình quay xuống cho bạn coi nè. Đó. Thì khi tưới nó sẽ phun lên nó nhô nó tưới như thế này. Đó, cái hồng màu nâu các bạn thấy không? Bắn rất là xa, tưới ở tận cái bên kia các bạn thấy không? Đó, mình quay bạn xem nè. Trong này nè các bạn. Đó. Mình cũng gắn rất nhiều cái hồng phun tưới đây mình quay lại cho bạn coi. Đó, các bạn thấy không? Nó bắn ra nè. Đó. Tưới chăm sóc cho toàn bộ cây cối ở đây. Đấy, các bạn thấy không nào? Đó thì những khu vực mà ở ngoài mà tưới vô trong như thế này nè, có đá có đồ thì chúng mình sẽ sử dụng cái hồng bóp bóp. Đây các bạn, nó phun nó nhô lên nè, các bạn thấy không? Nó tưới chăm sóc cho cây nè các bạn, nước ra rất đều mình. Đó, như này các bạn thấy không? Tưới chăm sóc cho cây rất là ok nha. Còn ở phía trong bên kia kìa. Trong kia thì chúng mình lại không có bóp, chúng mình sử dụng những cái dây tưới nhỏ giọt để mình đi vô mình quay các bạn xem nha. Đây, để mình đi dùng một xíu nè. Đó. Còn khu vực phía trong này nè các bạn. Chúng mình là sẽ đi những cái dây tưới nhỏ giọt có lỗ. Đó. Đây các bạn, nó có lỗ là nó sẽ chảy nhỏ giọt xuống để chăm sóc cho cây dòng này, chúng mình không có xài đây cho để bắn ra các bạn. Đó, khu vực ở đây nè. Đó, các bạn thấy không? Thì những cái khu vực cây nhỏ để ở đây chúng mình chỉ cần tưới chăm sóc thôi, không có bị dính đá, dính đồ là chúng mình không xài bốp nha các bạn. Chúng mình đi bốp ở phía bên ngoài, chúng mình tưới vô, còn ở trong là có dây tưới nhỏ giọt để tưới chăm sóc đều hết cho cây nha các bạn. Đó, quay bạn coi nè. Đó, cái tưới bốp nè. Tự động tưới ok nha các bạn. Đó. Đó. Tưới bốp nè các bạn. Đó. Đây. Còn khi mà nó tưới xong thì nó sẽ tự động nó lại sẽ lăn xuống đất các bạn. Thì bát tưới này cũng thế. Nó rất là thẩm mỹ các bạn, rất là đẹp thẩm mỹ. Và chúng ta cứ bước lên cũng không bị ảnh hưởng hết. Còn lúc tưới thì nó sẽ phun lên, nó tưới động như thế này. Đó. Ok. Còn tiếp tục mà các bạn tiếp đến với lại cái khu vực những cái bồn cây chỗ nhà xe như thế này. Thì tập trung quay thì các bạn á, chúng mình cũng xài cái dây tưới nhỏ giọt luôn. Ở đây là chúng ta cũng đâu thấy gì đâu các bạn, đúng không? Không thấy gì hết. Nhưng là có dây tưới này các bạn, nó đang chảy nước đây nè. Đang quay gần bạn xem. Đó, bạn thấy không? Như tưới nhỏ giọt này, bạn thấy không? Nước đang ra nè. Để tưới chăm sóc cây cối như thế này. Đó, rất là thuận tiện đúng không các bạn? Và còn đây, đây là những bồn cây hồng lộc và mai vạn phúc trước nhà, trước căn biệt thự khách hàng các bạn. Thì chúng mình cũng sử dụng cái dây tưới nhỏ giọt các bạn. Là nước cũng đang chảy nhỏ giọt nè các bạn. Đây các bạn xem, đây là cái lỗ tưới nè các bạn thấy không? Nước đang ra nhỏ giọt các bạn thấy không? Đó, tay mình đang nước các bạn thấy không? Đúng tưới chăm sóc cây luôn. Đó, khu vực này chúng mình lại không sao ốp. Đó, nó phụ thuộc cho kiểu là cái khu vực cảnh quan chúng ta rộng, chúng ta tưới cỏ cho cây bắn khu bắn ra cái diện tích nó xa các bạn, cây nó xa. Còn dù cây gần như này thì chúng mình sẽ dùng cái nhỏ giọt như thế này để tưới chăm sóc. Đó. Và phía vùng cây bên này cũng vậy các bạn, bên trước căn biệt thự khách hàng có hai vùng cây, chúng mình cũng đều thi công thành tưới hết rồi các bạn. Để làm biết được trước mình sẽ quay các bạn xem đó, chúng mình đã đi dây, đi đồ, gắn bé, gắn dây tưới hết rồi các bạn. Còn giờ là nó đã hoạt động rồi các bạn. Thấy không, dây tưới nè. Đó. Ok.
ra chưa các bạn. Và còn đây nha các bạn, đây là khu vực phía bồn cây trúc cần câu ở phía sau căn biệt thự nha các bạn. Và chúng mình cũng đã đi dây tưới các kiểu nha các bạn. Lần trước mình đã quay các bạn xem thì giờ nó đang tưới rồi, để mình quay các bạn xem nha. Đây dây ra nước rồi, nhỏ giọt chúng ta mới nhìn kỹ chúng ta mới thấy. Đây chỗ này nè các bạn, đây các bạn thấy không, nước chảy ra nè, đó, nhỏ giọt các bạn thấy không nè, là tưới chăm sóc cây đó. Thì không biết là các bạn nào thắc mắc là nước nó chảy xíu này, không biết là cái chăm sóc cho cây ok không các bạn. Thì mình xin thưa các bạn rằng là vẫn rất là ok các bạn nhìn thấy cây cối vẫn xanh tươi mát không, đây là cây dương sĩ các bạn thấy không, rất là ok. Và đồng thời là những cây kiểu trúc các bạn, các bạn thấy không, chúng mình trồng hoàn toàn này thấy lá rồi xanh tươi mát không các bạn thấy không, nó rất là ok nha. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm về cái loại dây tưới này. Còn công dụng nó sao thì mình cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Dây tưới này giúp các bạn tưới cây rất là tốt, chăm sóc khu vực cây rất là tốt và không có bị tắc nghẽn đất cát ở ngoài, giống như hồi những cái cây chúng ta có rễ cây lâu ngày nó sẽ đông, đó là không có bị nha các bạn. Thì nước ở trong chảy ra thôi, nhưng mà cái nhược điểm của này là chúng ta phải gắn cái dây này, là các bạn phải gắn khu vực này chúng ta cần chăm sóc cho cây, tưới cây chúng ta mới gắn. Còn không là ví dụ nó dây nó sẽ có cái lỗ tưới thì nước nó sẽ chảy ra đó, các bạn thấy không, đây nè, ngoài bạn coi nè, bạn thấy nước chảy không đó, ok không. Và còn đây là tại khu vực vườn rau các bạn, chúng mình cũng gắn những cái bát tưới đó các bạn, kiểu dạng phun mưa các bạn đó, để tưới chăm sóc cho cây rau đó các bạn đó. Thế này chúng mình sẽ gắn cao lên xíu để nó vượt qua cái cây rau để tưới ở trên, cũng như là phủ ở trên rủ xuống các bạn đó, tưới chăm sóc nè đó, các bạn thấy không, đó là hoàn toàn bằng tự động hết nha các bạn. Và đây giới thiệu các bạn, đây là bồn cây trà là phía trước căn biệt thự các bạn, chúng mình cũng đi cái sợi dây tưới nhỏ giọt ở đây nha các bạn. Thì mình quay bạn lại gần bạn xem nè, đó, bạn thấy không, nước cũng đang chảy ra nè đó, chăm sóc cho cây đó ok. Thì ở đây thì cây rất là lớn, chúng mình sẽ quấn cỡ 2-3 vòng dây các bạn để nước ra tưới cung cấp được cho cây đầy đủ hơn đó. Và thời gian tới chúng ta đắp cái này nó sẽ che để sợi dây rất là thẩm mỹ nha các bạn đó. Bồn cây trà là nè, đây hai bồn cây, bồn bên trái mình là có 2 cây, ở bộ bên phải là có 3 cây nha các bạn. Đó là đều được tưới tự động hết nha các bạn. Đó. Nào bên này chúng mình cũng đi dây nữa các bạn. Đó, các bạn thấy không? Dây tưới nè. Quấn hết cái bồn cây luôn nha các bạn. Và mình hy vọng với những gì mình vừa chia sẻ các bạn về toàn bộ những hệ thống tưới mà chúng mình sử dụng để chăm sóc cho toàn bộ cây cối tại căn biệt thự sân vườn tại Đồng Nai như thế này thì sẽ giúp được cho các bạn, giúp các bạn có những tài liệu tham khảo nè, hoặc là các bạn là chúng ta đang quan tâm tới những cái hệ thống tưới như thế này thì chúng ta có thể xem, chúng ta có tham khảo được. Và ngoài ra bạn nào chúng ta đang có nhu cầu muốn quan tâm đến dịch vụ tưới chăm sóc cho cây cảnh, đặc biệt là cây cảnh của sân vườn hoặc là cảnh quan nhà phố, hoặc là các bạn muốn thiết kế thi công toàn bộ cảnh quan cho sân vườn nhà phố vân vân, liên quan tới cảnh quan các bạn thì các bạn có thể bình luận trực tiếp ở phía bên dưới clip, hoặc là các bạn có thể liên hệ ngay vào số hotline 0965 595966 để bộ phận chăm sóc khách hàng của Riêng Khoa chúng mình có thể liên hệ và tư vấn bạn kỹ hơn nhé. Giờ đây mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phía sau. Xin chào tạm biệt, bye bye, chúc bạn một ngày vui vẻ nhé.